Dạ, xin chào anh em. Hôm nay em vừa về cái máy quạt của hãng Daewon, thì sử dụng 20W. Thì máy quạt này nó có chức năng chống bụi và chống mưa tạt nước. Thì sử dụng 20V và điện 220. Vì là máy quạt nó từ Mỹ về. Nó sử dụng pin 20V và 60V đây anh em ha. Thì cánh quạt của nó là 279 này. Thì nó cái cánh của nó là nó tầm khoảng 30, và nó sử dụng điện 20V và nó có cấp độ điều chỉnh cánh quạt. Rồi thì nó sẽ tầm khoảng pin pin 5A đó thì nó tầm khoảng 7 giờ. Khi mà anh em mà sử dụng pin 5Ah thì nó khoảng 7 giờ. 7 giờ đỡ mình làm việc, mình sử dụng hàng đó. Thì máy quạt này nó mới chầm chầm. Mới chầm chầm từ từ Mỹ về. Thì em sẽ khui hàng ra và test cho anh em xem, cho anh em cảm nhận. Rồi. Rồi, đầu tiên thì nó có catalog ha anh em ha. Catalog. Đấy. Thì quạt nó có ba cánh, có thương hiệu Daewon. Thì và cấp độ nó ở đây. Cái này á, cái máy quạt này á thì mình sử dụng điện này, hờ điện nha anh em. Nào mà sử dụng điện thì cắm điện vào đây, nhưng mà nó lại cắm điện 220 nha, không phải là 110 đâu. Đấy. Và điện này, cái quạt này thì mình sử dụng điện 20 18, pin 10 20 hoặc 18 hoặc 54 hoặc 60, thì tất cả hở pin ok hết. Và nó cũng có một cái giá đỡ trên đây, nó thiết kế sẵn rồi, thì anh em có móc teo gì cũng được, treo luôn, treo lên tường luôn nha, treo lên tường này. Đấy. Thì anh em khoan lên tường và treo lên luôn thì đỡ, nhằm tránh cúp điện đó. Thì mình sẽ sử dụng nó thì ok. Thì máy quạt này á thì nó điện 120 này. Nó quạt nó thì nó sẽ rất là êm ha. Quạt nó êm, nó giống như quạt cái cánh quạt của Nhật vậy đó. Thì nó quạt nó sẽ mát hơn, và nó không phải giống như mấy cái quạt Việt Nam đâu. Việt Nam thì chạy hỗn lắm, nó không có mát đều. Thì em này nó sẽ mát đều hơn. Em test cho anh em. Chạy rất là thích nha. Nó vạt nó lăn tỏa đều, không không có tiếng ồn nha, không có tiếng ồn. So với hàng Việt Nam thì nó ồn ghê lắm, còn quạt này không có tiếng ồn, ít ồn, ít lắm. Cái độ ồn của nó để em xem thử bao nhiêu dB. Độ ồn nó trong cái catalog nó không có ghi nha. Rồi, thì cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Anh em nào thích cái máy quạt thì liên hệ mình. Và cái quạt này có giá là nó là 3 triệu 7. Anh em nào quan tâm liên hệ mình.
cái thân máy thôi nha anh em. Rồi cảm ơn anh em ạ. À.